Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện nơi chẳng ai muốn phải đến, đó là nơi đủ cung bậc cảm xúc. Khi có người đối mặt với làn sóng sinh tử, có người lo lắng khi ngồi chờ kết quả xét nghiệm. Trong không khí ấy, một cô gái Nhật đã dùng tiếng đàn piano để giúp những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế xua tan mệt mỏi, lo lắng và có sự thư giãn nhằm mang lại hiệu quả tích cực trong việc điều trị bệnh. Cứ mỗi lần đưa người thân đi khám bệnh, chị Bảo Trâm đến từ thành phố Đà Nẵng lại ghé tiền sảnh Bệnh viện Quốc tế để lắng nghe những giai điệu du dương từ chiếc đàn dân cầm. Với giai điệu âm nhạc vui tươi lạc quan đã lan tỏa, khơi dậy không khí tràn đầy năng lượng dành cho người nhà cũng như bệnh nhân đang điều trị tại đây. Tới đây thì mình có một chút lo lắng, nhưng khi mình nghe những cái bản nhạc thì mình thấy nó thư thái hơn, mình cảm thấy bình an, rồi nó cảm thấy nói chung là thư giãn cho mình rất là nhiều. Ông bị bệnh tim mạch, không biết tại sao là mua thuốc uống. Nghe chỗ đời thì ông nghe nhạc cho vui, đó, làm cho mọi người là thoải mái hơn. Người ta khuây khỏa đi bệnh tật, vậy thôi. Vì món nhà, âm nhạc là một ăn tinh thần quá. Tiếng đàn dương cầm được chơi từ chị Aya Muranushi, hiện đang làm việc tại phòng chăm sóc khách hàng thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế thuộc Bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài công việc tiếp đón, bấm số và hướng dẫn bệnh nhân, thì Aya Muranushi dùng tài năng âm nhạc của bản thân để phục vụ cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện. Tôi tên là Muranushi Aya, tôi là người Nhật. Tôi gắn bó với công việc gần 5 năm. Hằng ngày tôi đến đây để hướng dẫn bệnh nhân và đánh đàn piano phục vụ bệnh nhân. Những tiếng đàn của tôi mong muốn giúp bệnh nhân thư giãn khi điều trị và khám bệnh tại đây. Tôi rất thích công việc này và muốn gắn bó lâu dài ở đây. Mỗi khi có bệnh nhân yêu cầu thì Aya không ngần ngại đàn và hát tặng bệnh nhân. Khi bệnh nhân thích thú nghe những bản nhạc của chị thì đó cũng là động lực giúp chị theo đuổi công việc đam mê này. Em đánh đàn nhạc ngoài nhất. Đấy là nhạc ngoài, nhạc cổ điển với nhạc thì là nhạc tình công sơn. Khi bệnh nhân thích thú nghe những bản nhạc của tôi thì đó là động lực để tôi tiếp tục với công việc đam mê này. Tiếng dương cầm và những điều tử tế tại bệnh viện này đã mang những con người đến gần với nhau hơn, cảm thông và sẻ chia, giúp nhau vượt qua nỗi đau bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống.